Thân ái chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với chương trình Luyện Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ miễn phí của Trung tâm Cơ Đốc Giáo dục The Vietnamese Christian Education Center, TVCEC. Tôi là mục sư Peter Nguyễn Hồng Phúc, sẽ phụ trách hướng dẫn khóa học này. Các bạn có thể đăng ký, subscribe và chia sẻ kênh YouTube để khích lệ trung tâm thực hiện thêm nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Cảm ơn các bạn và cầu xin Thiên Chúa ban phước lành và sự bình an trên các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Khi đi thi quốc tịch Mỹ, các bạn phải vượt qua 5 cửa ải. Cửa ải thứ nhất là Speaking English hay là nói tiếng Anh giao tiếp. Đây là cửa ải đầu tiên. Khi người officer gặp bạn, chào thăm bạn và họ sẽ thăm dò để biết khả năng tiếng Anh của bạn như thế nào. Khi đi thi quốc tịch Mỹ, các bạn phải biết tiếng Anh căn bản, ít nhất là ESL level 4 hoặc level 3, để có thể nói chuyện, giao tiếp. Và ải thứ nhì là 100 câu lịch sử. Các bạn phải học thuộc và các bạn cần phải trả lời đúng 6 câu trong tất cả 10 câu. Ải thứ ba là các bạn phải đọc được một câu tiếng Anh ở trên máy tính bảng. Và các bạn cũng phải viết được một câu trên máy tính bảng khi người officer đọc cái câu đó cho các bạn viết. Ải thứ tư là về thông tin cá nhân của các bạn. Đây là những thông tin liên quan đến cá nhân của các bạn, đến gia đình của các bạn, đến cuộc sống riêng tư của các bạn. Cho nên những thông tin này các bạn phải biết rõ hơn ai hết, biết rõ như là biết rõ cái bàn tay của mình như vậy. Và cái ải thứ năm là Understanding English, tức là các bạn có hiểu tiếng Anh hay không. Đa số khi officer hỏi bạn những cái câu trong phần số 12, Have you ever? Nhiều khi các bạn chỉ trả lời là yes hay là no. Và officer muốn thử khả năng của các bạn, cho nên hỏi thêm những từ what mean để biết rằng các bạn có thể trả lời, giải thích những cái câu mà các bạn trả lời đó có ý nghĩa là gì không. Và nếu các bạn là người biết căn bản tiếng Anh, thì trong cái ải đầu tiên Speaking English, giao tiếp, có thể người officer thấy rằng khả năng tiếng Anh của bạn đã khá, đã tốt, thì có thể là họ không có hỏi khó bạn nhiều về phần số 5, cái ải What Means English. Nhưng mà các bạn phải chuẩn bị thật tốt cho tất cả, vì đi thi quốc tịch Mỹ là một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời của các bạn. Và các bạn cần phải nắm vững, phải biết chắc cái đề thi mà mình học để chuẩn bị cho tốt. Và chúng ta sẽ vượt qua cái cuộc thi này. Và một lần nữa, những điều mà chúng ta học ngày hôm nay không phải là những lời cố vấn pháp lý. Đức Chúa Trời yêu thương các bạn và xin Đức Chúa Trời ban phước lành trên các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng học những câu chào thăm, những câu xã giao, những câu giao tiếp căn bản tiếng Anh. Khi gặp ai đó, các bạn có thể bắt đầu câu chuyện với lời chào, xin chào. Và chúng ta có nhiều cách nói lời xin chào khác nhau. Và khi nói lời xin chào, các bạn cũng nhớ kèm theo nụ cười để bày tỏ thiện chí. Và các bạn cũng giơ tay để chào. Ví dụ như trong những cách nói, chúng ta có thể nói là Hi. Hi. Hi, Mr. A. Hi, officer. Hoặc là chúng ta có thể nói là Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, officer. Nếu thân một chút, chúng ta có thể nói là Hey. Hey. Hey, Peter. Hey, officer. Hoặc là chúng ta cũng có thể chào theo kiểu cowboy. Howdy. Howdy. Howdy, friend. Howdy, officer. Và các bạn nhớ cười và nhớ vẫy tay để bày tỏ thiện chí với người mà các bạn gặp và các bạn nói chuyện. Chúng ta cũng có thể chào good morning.
Good morning. Good là tốt lành. Morning là buổi sáng. Good morning. Chào buổi sáng tốt lành. Good morning. Chúng ta cũng có thể chào buổi trưa. Afternoon là buổi trưa. Good afternoon. Good afternoon. Chào buổi trưa tốt lành. Good afternoon. Good afternoon. Chúng ta cũng có thể chào buổi chiều tối. Chiều tối là evening. Good evening. Good evening. Xin chào buổi chiều tối tốt lành. Good evening. Good evening. Và khi chào tạm biệt, chúng ta cũng có thể nói là goodbye. Goodbye là xin chào từ giã. Goodbye. Goodbye. Và nếu là ban đêm, thì chúng ta cũng có thể chào tạm biệt bằng cách nói là good night. Good night. Good night. Tức là xin chào buổi tối tốt lành. Chúc bạn ngủ ngon. Good night. Good night. Khi ở trong phòng chờ, officer sẽ bước ra và gọi bạn hoặc bằng số chờ hoặc bằng tên của các bạn. Number 7, Mr. Nguyen. Number 7, Mr. Nguyen. Và các bạn nghe thì các bạn trả lời là yes, that's me. Yes, that's me. Có nghĩa là vâng, đó là tôi. Hoặc là cũng có thể nói là yes, I am here. Yes, I'm here. Có nghĩa là vâng, có tôi đây. Và officer sẽ giới thiệu. Hi, good morning. I'm Officer Peter, and I will be conducting your interview today. Hi, I'm Officer Peter, and I will be conducting your interview today. Có nghĩa là, xin chào, tôi là Officer Peter, và tôi sẽ là người thực hiện cuộc phỏng vấn bạn ngày hôm nay. Và khi đó thì các bạn có thể nói là, Hello, Officer, nice to meet you. Hello, Officer, nice to meet you. Xin chào, Officer. Rất là hân hạnh, rất là vui được gặp bạn. Hello, Officer, nice to meet you. Và các bạn cười và bày tỏ thiện chí. Người Mỹ thì quan trọng vấn đề sức khỏe, cho nên khi gặp nhau, thường câu thăm hỏi đầu tiên là bạn khỏe không? Và chúng ta hỏi bạn khỏe không là How are you? How are you? How are you? How are you? Hoặc là How are you doing? How are you doing? How are you doing? Cũng là bạn có khỏe không? Hoặc là How are you feeling today? How are you feeling today? How are you feeling today? Có nghĩa là hôm nay bạn cảm thấy như thế nào? Cũng có thể chào bằng cách là nói How do you do? How do you do? How do you do? Cũng là xin chào, bạn như thế nào? How do you do? Hoặc là cũng có thể nói là What's up? What's up? What's up là có chuyện gì không? Có chuyện gì xảy ra với bạn không? What's up? Cho nên chúng ta có thể chào hoặc là How are you? Hoặc là How are you doing? How are you feeling today? How do you do? What's up? Đó là những lời thăm hỏi bạn khỏe không? Các bạn có thể đáp lời Tôi khỏe, cảm ơn. Và các bạn trả lời như sau I am fine. I'm fine. I'm fine. Tôi khỏe. Hay là I'm doing well.
I'm doing well. I'm doing well. Tôi tốt. Hoặc là nếu các bạn lo sợ thì có thể nói là I'm nervous. I'm nervous. I'm nervous là tôi lo lắng. I'm nervous. Hoặc là các bạn cũng có thể nói là I'm excited. I'm excited. I'm excited là tôi vui, tôi hào hứng. I'm excited. Nếu mà các bạn cảm thấy good cũng có thể nói là I feel good. I feel good. I feel good. Tôi cảm thấy tốt lành. Và các bạn cũng có thể chuẩn bị, có thể nói thêm ví dụ như là today is a special day for me. Special là đặc biệt. Special day là một ngày đặc biệt. Today là ngày hôm nay. Today is a special day for me. Today is a special day for me. Và các bạn cũng hỏi thăm lại. Thanks for asking. Thanks for asking. Thanks là cảm ơn. Thanks for asking là cảm ơn lời thăm hỏi của các bạn. How about you? How about you? How about you? Có nghĩa là còn bạn thì sao? Cảm ơn bạn đã thăm hỏi, còn bạn thì sao? Thanks for asking. How about you? Các bạn cũng có thể chào hỏi ngày của bạn hôm nay như thế nào? Mọi việc hôm nay như thế nào? How is your day going? How is your day going? Và các bạn có thể nói là It's awesome. It's awesome. Ồ, thật là tốt, thật là tuyệt vời. Hoặc là It's amazing. It's amazing. Cũng có nghĩa là tuyệt vời. Cũng có thể nói là It's perfect. It's perfect. Một ngày hoàn hảo, một ngày rất là tốt lành. Và các bạn có thể nói là Thanks for asking and you. Thanks for asking and you. Cảm ơn đã thăm hỏi, còn bạn thì sao? Cũng có thể chúng ta nói một cách khác là Are you doing anything exciting today? Are you doing anything exciting today? Tức là ngày hôm nay, bạn có làm điều gì thú vị, bạn có làm điều gì đó phấn khởi, thích thú hay không? Are you doing anything exciting today? Và chúng ta có thể trả lời là Yes, taking my citizenship test. Yes, taking my citizenship test. Yes, taking my citizenship test. Có nghĩa là Yes, đi thi quốc tịch là một cái việc phấn khởi đối với tôi. How is your day going? It's awesome. It's amazing. It's perfect. Thanks for asking. And you? Are you doing anything exciting today? Yes. Taking my citizenship test. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học kế tiếp. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện được nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học thêm tiếng Anh, luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ ông bà anh chị em. Bạn có dự tính gì không? What is your plan for today? What is your plan for today? Plan là chương trình, có dự tính gì không, kế hoạch gì không? What is your plan for today? Và các bạn có thể nói là I hope I pass the interview. I hope I pass the interview. Có nghĩa là tôi hy vọng rằng tôi sẽ vượt qua buổi phỏng vấn này. I hope I pass the interview. What is your plan for today? I hope I pass the interview. Are you planning anything this weekend? Are you planning anything this weekend? Weekend là cuối tuần.
các bạn có dự định chương trình gì cuối tuần này không? Are you planning anything this weekend? Yes, I'm going to church on Sunday. Yes, I'm going to church on Sunday. Có, tôi dự định tôi sẽ đi nhà thờ vào Chủ nhật này. Are you planning anything this weekend? Yes, I'm going to church on Sunday. Ngày cuối tuần của bạn như thế nào? Ngày cuối tuần bạn làm gì? Có thể hỏi là How was your weekend? How was your weekend? How was your weekend? Và bạn có thể trả lời là It was great. I went to church. It was great. I went to church. Có nghĩa là rất là tốt, tôi đã đi nhà thờ. How was your weekend? It was great. I went to church. Hoặc là các bạn cũng có thể hỏi là What did you do last weekend? What did you do last weekend? Tức là cuối tuần vừa qua bạn đã làm gì? What did you do last weekend? Có thể trả lời là I went to church with my family on Sunday. I went to church with my family on Sunday. I went to church with my family on Sunday. What did you do last weekend? I went to church with my family on Sunday. Tức là, weekend vừa rồi bạn làm gì? Tôi đã đi nhà thờ với lại gia đình của tôi vào ngày Chủ nhật. Chúng ta cũng có thể hỏi thăm nhau về ngày lễ. Are you ready for Christmas? Are you ready for Christmas? Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho Giáng sinh chưa? Hoặc là holidays là những ngày lễ. Are you ready for Christmas? Are you ready for Christmas? Nếu đã sẵn sàng, các bạn có thể trả lời là Yes, we just got everything ready. Yes, we just got everything ready. Có, tụi tôi cũng mới vừa chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Yes, we just got everything ready. Và có thể hỏi thăm về mùa hè. Are you going anywhere this summer? Are you going anywhere this summer? Tức là mùa hè này, bạn có đi đâu không? Are you going anywhere this summer? Và nếu như có, các bạn có thể trả lời là Yes. We're planning to go to Vietnam. We are going to planning to go to Vietnam. Là tôi, chúng tôi dự định đi Việt Nam. Hoặc là Disneyland. Disneyland. Hoặc có thể là summer camp. Summer camp. Đi trại hè. Hoặc là go to the beach. Go to the beach. Là đi ra bờ biển. Đi ra biển. Yes. We're planning to go to Vietnam. Go to Disneyland, go to summer camp, or go to the beach. Đó là những cái câu mà có thể trả lời là Are you going anywhere this summer? Bạn có dự định đi đâu trong mùa hè này hay không? Chúng ta cũng có thể hỏi thăm là Bạn có ngủ ngon không? Did you sleep well last night? Did you sleep well last night? Sleep là ngủ. Did you sleep well last night? Chúng ta có thể nói là Yes, I try to go to sleep early. Yes, I try to go to sleep early. Tôi cố gắng đi ngủ sớm. Và chúng ta cũng có thể hỏi thăm là How early did you wake up this morning? How early? Early là sớm. Did you wake up? Wake up là thức dậy. This morning. How early did you wake up this morning? Các bạn có thể trả lời là I wake up at 6 a.m. every day. Every day là mỗi ngày. I wake up at 6 a.m. every day. How early did you wake up this morning? I wake up at 6 a.m. every day. Did you sleep well last night? Yes, I try to go to sleep early. How early did you wake up this morning? I wake up at 6 a.m. every day.
Chúng ta cũng có thể hỏi thăm là bạn ăn cơm chưa? Have you eaten yet? Have you eaten yet? Eaten là ăn. Have you eaten yet? Bạn đã ăn cơm chưa? Yes, I've eaten rice. Yes, I've eaten rice. Yes, tôi đã ăn cơm rồi. Have you eaten yet? Yes, I have eaten rice. Tôi đã ăn cơm. Hoặc là what did you have for breakfast? What did you have for breakfast? Breakfast là buổi ăn sáng. Bạn đã ăn sáng cái gì? Bạn đã ăn gì cho buổi sáng? What did you have for breakfast? Chúng ta có thể nói là I had beef noodle soup. Beef noodle soup là phở. I had beef noodle soup and Vietnamese sandwich. Vietnamese sandwich là bánh mì. Vietnamese sandwich là bánh mì. I had beef noodle soup and Vietnamese sandwich. Sáng nay thì tôi đã ăn phở và ăn bánh mì. Have you eaten yet? Yes, I have eaten rice. What did you have for breakfast? I had beef noodle soup and Vietnamese sandwich. Chúng ta cũng có thể hỏi thăm về thời tiết bên ngoài. How is the weather outside? How is the weather outside? Weather là thời tiết, outside là bên ngoài. How is the weather outside? Và chúng ta có thể tùy theo thời tiết bên ngoài như thế nào, có thể trả lời là it's beautiful. It's beautiful. Beautiful có nghĩa là rất là đẹp, bên ngoài rất là đẹp, it's beautiful. Hoặc là it's sunny. It's sunny. Sunny là nắng ấm, mặt trời chói chang, nắng ấm. It's sunny. Hoặc là it's rainy. It's rainy. Rainy là trời mưa. It's rainy. Hoặc là trời tuyết thì là snowy. It's snowy. Snowy. It's snowy là trời tuyết. Hoặc là cloudy. Cloudy. Cloudy tức là trời mây, mịt mù, trời mây ảm đạm. It's cloudy. It's cloudy. Hoặc là it's foggy. Foggy. Foggy có nghĩa là sương mù. It's foggy. Hoặc là it's windy. It's windy. Windy có nghĩa là trời gió, trời rất là gió. Hoặc là it's cold. It's cold là trời lạnh. Hoặc là freezing cold. Freezing cold là thời tiết rất là lạnh, lạnh dưới âm độ, lạnh đông đá. Hoặc là hot. Hot. It's hot. It's hot là thời tiết rất là nóng. Cho nên tùy theo thời tiết bên ngoài, chúng ta có thể trả lời là it's beautiful. It's sunny. It's rainy, is snowy, is cloudy, is foggy, is windy, is cold, is hot. Bạn có thích thời tiết này không? Do you like this weather? Do you like this weather? Do you like this weather? Nếu bạn thích, bạn có thể trả lời là yes, I love it here. Yes, I love it here. Yes, I love it here. Officer cũng có thể hỏi là ai đi cùng với bạn? Did anyone accompany you today? Did anyone accompany you today? Accompany là đi cùng, đi theo. Did anyone accompany you today? Có ai đi cùng với bạn ngày hôm nay không? Hoặc là who is coming with you? Who is coming with you? Who is coming with you là ai đi với bạn? Các bạn có thể trả lời là my husband is coming with me. Hoặc là my wife is coming with me. Có nghĩa là
chồng tôi đi với tôi hoặc là vợ tôi đang đi với tôi. My husband is coming with me. Hoặc là my wife is coming with me. Professor có thể hỏi thêm là where is your husband? Where is your wife? Where is your husband? Là chồng của bạn đang ở đâu? Hay là where is your wife? Vợ của bạn bây giờ ở đâu? Chúng ta có thể trả lời tùy theo trường hợp là my wife is waiting in the lobby. My wife is waiting in the lobby. Tức là vợ tôi thì đang chờ ở ngoài cái phòng chờ. Hoặc là my husband is waiting in the car. My husband is waiting in the car. Tức là chồng tôi thì đang chờ tôi ở ngoài xe. Where is your husband? My husband is waiting in the car. Where is your wife? My wife is waiting in the lobby. Người officer cũng có thể hỏi thăm bạn về tình trạng giao thông. How was the traffic today? How was the traffic today? Traffic là giao thông. How was the traffic today? Traffic ngày hôm nay như thế nào? Hoặc là do you have any problem with parking? Do you have any problem with parking? Parking là chỗ đậu xe. Bạn có vấn đề với chỗ đậu xe hay không? Do you have any problem with parking? Nếu mà mọi thứ ok, bạn có thể trả lời là traffic was okay hay là parking was okay. Traffic was okay. Parking was okay. Officer cũng có thể hỏi bạn là how long did it take you to get here? How long did it take you to get here? How long did it take you to get here? Tức là từ nhà bạn đến đây thì khoảng chừng bao lâu? How long did it take you to get here? Và các bạn cũng có thể trả lời là tùy theo cái quãng đường hay là thời gian bao nhiêu. Ví dụ như là about 1 hour. About 1 hour là khoảng chừng 1 tiếng. About 1 hour. Cũng có nhiều trường hợp thì officer nói là sorry, we are running behind. Sorry, we are running behind. Sorry có nghĩa là xin lỗi, chúng tôi thì làm việc ngày hôm nay bị chậm. We are running behind. How long have you been waiting? How long have you been waiting? Là bạn đã chờ bao lâu? How long have you been waiting? Bạn có thể trả lời là no problem, just about 15 minutes. No problem, just about 15 minutes. Không sao, tôi chờ thì khoảng chừng 15 phút thôi. How long have you been waiting? No problem, just about 15 minutes. Và officer cũng có thể nói với các bạn là okay, please follow me. We'll go to interview room number 1. Okay, please follow me. Please follow me là xin đi theo tôi. Okay, please follow me. Xin đi theo tôi. We will go to interview room number 1. We will go to interview room number 1. Chúng ta sẽ đến phỏng vấn số 1. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học kế tiếp. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện được nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học thêm tiếng Anh, luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ ông bà anh chị em. Và như các bạn đã thấy đó, chỉ trong vòng vài ba phút, trong một cái đoạn đường ngắn từ phòng chờ cho đến phòng thi quốc tịch, thì người officer họ đã đánh giá và họ đã biết được khả năng tiếng Anh của bạn như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ học tiếp tiếng Anh giao tiếp phần số 2 ở trong phòng thi quốc tịch
trước khi chính thức bước vào buổi phỏng vấn. Và bây giờ chúng ta đến phòng phỏng vấn. Officer sẽ mời bạn vào và sẽ nói: "Please come inside." "Please come inside." "Inside" là bên trong. Xin mời vào bên trong. "Please come inside." "Feel free to put your belongings next to your chair." "Feel free to put your belongings next to your chair." "Your belongings" là những vật dụng của bạn. "Your belongings" là những vật dụng của bạn. "Chair" là cái ghế. "Your chair" là cái ghế của bạn. Và "next" là cái bên. Các bạn cứ tự nhiên để những vật dụng của bạn kế bên cái ghế của bạn. "Feel free to put your belongings next to your chair." "Feel free to put your belongings next to your chair." "Please have a seat." "Please have a seat." Xin mời bạn ngồi. Hoặc là "Please remain standing." "Please remain standing" là hoặc là xin bạn cứ đứng. Tùy theo officer, nếu mà họ nói bạn ngồi thì bạn ngồi. "Please have a seat." Hoặc là họ nói bạn cứ đứng thì nói là "Please remain standing." Và bạn có thể nói là "Okay, officer." "Yes, officer." "Before we begin the interview." "Before we begin the interview." "Before" là trước khi. "Begin" là bắt đầu. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn. "I need to place you under the oath." "I need to place you under the oath." Là tôi cần bạn tuyên thệ. "Please stand." "Please stand" là mời đứng. "And raise your right hand." "Raise" giơ tay. "Your right hand." "Hand" là bàn tay. "Right" là phải. "Your right hand" là giơ tay phải. "Before we begin the interview, I'll need to place you under the oath. Please stand and raise your right hand." "Before we begin the interview, I'll need to place you under the oath. Please stand and raise your right hand." Và bạn có thể nói là "Okay, officer." "Yes, officer." Hay là "Will do, officer." "Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God?" "Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God?" Có nghĩa là bạn có tuyên thệ hay xác nhận rằng tất cả những điều bạn nói ngày hôm nay sẽ là sự thật và hoàn toàn là sự thật và không gì khác ngoài sự thật hay không, và cầu xin Thiên Chúa giúp bạn. Và các bạn trả lời là "Yes, I do." Và the officer sẽ nói với bạn là "Thank you. Please be seated." "Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God?" "Yes, I do." "Thank you. Please be seated." Officer có thể hỏi bạn là bạn có hiểu những điều bạn vừa tuyên thệ hay không. "Do you understand what you just swear?" "Understand" là hiểu. "Swear" là vừa tuyên thệ. "Do you understand what you just swear?" "Do you understand what you just swear?" Và các bạn có thể trả lời là "Yes, I will tell the truth." "Yes, I will tell the truth." "The truth" là sự thật. "Yes, tôi sẽ nói sự thật." Và có đôi khi officer cũng hỏi thêm là "Do you know what an oath means?" "Oath." "Do you know what an oath means?" "Oath" chữ oath có nghĩa là gì? "Yes, it's a vow." "It's a vow." "Oath" có nghĩa là vow, có nghĩa là lời tuyên thệ. Officer cũng có thể hỏi thăm các bạn có hiểu tiếng Anh hay không? Các bạn có nói được tiếng Anh hay không? "Do you understand English?" "Do you understand English?" Bạn có hiểu tiếng Anh hay không? Hoặc là "Do you speak English?" "Do you speak English?" "Speak" là nói,
bạn có nói tiếng Anh được hay không? Do you speak English? Và các bạn có thể trả lời là Yes, I can a little. Yes, I can a little. Yes, tôi có thể nói một chút, tôi có thể hiểu một chút. Officer cũng có thể hỏi thêm các bạn. Have you been studying for the test? Have you been studying for the test? Là bạn có học bài cho kỳ thi phỏng vấn hay không? Have you been studying for the test? Và nếu các bạn có học bài mỗi ngày thì các bạn trả lời là Yes, I've been studying every day. Yes, I've been studying every day. Yes, I've been studying every day. Và có thể officer cũng hỏi là ai đã giúp bạn học? Did anyone help you to study? Did anyone help you to study? Did anyone help you to study? Có ai giúp bạn học hay không? Và nếu mà các bạn có học với mục sư, với trung tâm thì có thể trả lời là Yes, my pastor helped me. Yes, my pastor helped me. Có thể họ hỏi thêm là Where do you learn English? Where do you learn English? Tức là các bạn học tiếng Anh ở tại đâu? Nếu mà các bạn học với trung tâm thì các bạn có thể trả lời là The Vietnamese Christian Education Center, TVCEC. The Vietnamese Christian Education Center, TVCEC. Tôi học tiếng Anh ở tại Trung tâm Cơ đốc Giáo dục, The Vietnamese Christian Education Center. Và có thể officer cũng hỏi bạn là tại sao bạn có mặt ngày hôm nay? Why are you here today? Why are you here today? Hoặc là điều gì đem bạn đến đây? What brings you here today? What brings you here today? Và các bạn có thể trả lời là I want to become a US citizen. I want to become a US citizen. Tôi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Why are you here today? What brings you here today? I want to become a US citizen. Và có khi officer cũng hỏi bạn là Why are you being interviewed? Why are you being interviewed? Tại sao bạn được phỏng vấn? Thì các bạn cũng trả lời là To become a US citizen. To become a US citizen. Tôi được phỏng vấn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Why are you being interviewed? To become a US citizen. Và officer cũng có thể hỏi thăm bạn là tại sao bạn muốn trở thành công dân Hoa Kỳ? Why do you want to become a US citizen? Why do you want to become a US citizen? Why do you want to become a US citizen? Và bạn có thể trả lời là Because I love this country. Because I love this country. And I want to vote. Because I love this country. And I want to vote. Because là tại vì. Love là có nghĩa là tôi thương yêu, tôi yêu. This country là đất nước này. Bởi vì tôi thương đất nước này, tôi yêu đất nước này. Và tôi muốn bầu cử. Vote là bầu cử. Because I love this country and I want to vote. Because I love this country and I want to vote. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học kế tiếp. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện được nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học thêm tiếng Anh, luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ ông bà anh chị em. Và bây giờ chúng ta bắt đầu những câu giao tiếp khi chuẩn bị bắt đầu vào buổi phỏng vấn. Và bắt đầu buổi phỏng vấn thì officer sẽ hỏi bạn để xuất trình giấy tờ. Thứ nhất là thẻ xanh, thứ nhì là hộ chiếu Việt Nam và thứ ba là thẻ chứng minh hoặc là bằng lái của tiểu bang. I need to see your permanent resident card, your passport
and state issue ID, please. I need to see your permanent resident card, your passport, and state issue ID, please. Hoặc là, please show me your driver license, your green card, and your passport. Please show me your driver's license, your green card, and your passport. Và bạn có thể trả lời là, sure, here you go. Yes, sure, here you go. Đây, những giấy tờ của tôi đây. Thường thì officer cũng giới thiệu cho các bạn biết là trước nhất các bạn sẽ thi đọc và thi viết, sau đó sẽ thi những câu lịch sử. Và nếu các bạn vượt qua phần đọc viết và phần lịch sử, thì các bạn sẽ đi qua phần thông tin cá nhân, phần N400. Và bạn có câu hỏi gì hay không? Và đây là những lời officer sẽ nói. Okay, so we will do first the English reading and writing test, and then the civic test. If you pass all of them, we will then review your application and make any updates as needed. Do you have any question for me? Okay, so we will first do the English reading and writing test, and then the civic test. If you pass all of them, we will then review your application and make any updates as needed. Do you have any question for me? Và nếu các bạn không có câu hỏi, thì các bạn có thể nói là No officer, but please go slowly. No officer, but please go slowly. Tôi không có câu hỏi, nhưng mà officer xin vui lòng đi chậm và hỏi chậm. No officer, but please go slowly. Xin vui lòng, đi chậm, hỏi chậm. Officer sẽ yêu cầu các bạn đọc một câu ở trên máy tính bảng. Officer sẽ nói tương tự như vậy. Please read the sentence on the tablet out loud for me. Please read the sentence on the tablet out loud for me. Xin đọc lớn tiếng cái câu ở trên máy tính bảng. Hoặc là please read the sentence on the tablet. Please read the sentence on the tablet. Xin đọc cái câu ở trên máy tính bảng. Và các bạn nhìn vào máy tính bảng và các bạn đọc một cái câu đó. Thường thường đó là một cái câu hỏi. Và cũng mời các bạn cùng học 60 câu đọc và 60 câu viết. Đó là tất cả những câu mà bạn sẽ đọc và viết được bất cứ trường hợp nào. Please read the sentence on the tablet. Xin đọc cái câu ở trên máy tính bảng. Sau câu đọc thì sẽ là câu viết. Các bạn sẽ nghe officer nói tương tự như vậy. Please listen to this sentence carefully and write it down on the tablet. Please listen to this sentence carefully and write it down on the tablet. Các bạn lắng nghe cái câu này cẩn thận và viết xuống ở trên máy tính bảng. You can use your fingers or the stylus. You can use your fingers or the stylus. Tức là các bạn có thể dùng ngón tay để viết hoặc là có thể dùng cây bút điện tử để mà viết. Nếu các bạn nghe không rõ, các bạn có thể yêu cầu officer là Would you please repeat the sentence? Would you please repeat the sentence? Xin lặp lại, xin đọc lại cái câu đó. Hoặc là các bạn cũng có thể nói là Would you please say again slowly? Would you please say again slowly? Xin đọc lại và chậm. Nếu các bạn đọc 60 câu đọc viết và các bạn tập viết 60 câu viết thì phần này các bạn sẽ chắc chắn vượt qua dễ dàng. Mời các bạn cùng xem bài học 60 câu đọc viết, tất cả những câu đọc viết mà trung tâm đã soạn. Phần này các bạn sẽ dễ dàng vượt qua. Thường thì sau cửa ải đọc viết, các bạn sẽ tiếp tục bước qua cửa ải lịch sử. Và officer sẽ nói, correct, you pass the reading and writing test. Correct, you pass the readings and writing test. Hoặc là officer cũng có thể không nói. Và có thể cũng nói là, very good, let's proceed to the civic test. Very good, let's proceed to the civic test. You will need to answer at least 6 out of 10 questions correctly to pass this portion. You need to answer at least 6 out of 10 questions correctly to pass
this portion, tức là các bạn cần phải trả lời ít nhất đúng 6 câu trong 10 câu để vượt qua cái cửa ải lịch sử này. Very good. Let's proceed to the civics test. You will need to answer at least 6 out of 10 questions correctly to pass this portion. Officer cũng có thể nói cho các bạn biết các bạn đã đậu như vậy. Very good. You answered all 6 out of 10 questions correctly and passed the test. Very good. You answered all 6 out of 10 questions correctly and passed the test. Tức là rất là tốt, bạn đã trả lời đúng 6 câu trên 10 câu và bạn đã vượt qua cái phần lịch sử. Hoặc là có thể officer cũng không nói. Và bây giờ thì tiếp tục là phần N400. Let's now verify your information. Bây giờ chúng ta sẽ xác nhận những thông tin cá nhân của bạn. Do you know what verify means? Bạn có biết chữ verify có nghĩa là gì không? Và các bạn có thể trả lời là yes, to confirm something is true. Yes, to confirm something is true. Verify có nghĩa là xác nhận. Yes, to confirm something is true. Yes, để xác nhận rằng một điều gì đó là sự thật. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học kế tiếp. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện được nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học thêm tiếng Anh, luyện tiếng quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ ông bà anh chị em. Và bây giờ chúng ta học những câu tiếng Anh giao tiếp trong buổi phỏng vấn về đơn N400. Có những điều gì thay đổi từ khi bạn nộp đơn N400? Hay là trong đơn có những vấn đề gì thiếu sót các bạn cần bổ sung hay không? Has anything changed since you submitted the application for naturalization? Has anything changed since you submitted the application for naturalization? Officer có thể hỏi các bạn là có điều gì đã thay đổi từ khi các bạn nộp đơn nhập tịch hay không? Has anything changed since you submitted the application for naturalization? Và các bạn có thể trả lời là no nếu không có gì thay đổi. Hoặc là nếu có gì thay đổi thì có thể các bạn trả lời là yes. Yes, I have a new baby. I have a new baby boy. Yes, I have a new baby girl. Tôi có một đứa con trai mới sinh. Tôi có một đứa con gái mới sinh. Hoặc là I have a new job. I have a new job. Tôi có công việc mới. Hay là I move. Tôi dọn đến một địa chỉ mới. Hoặc là I went to Vietnam. Tôi có đi Việt Nam. Các bạn cũng có thể nói với officer để bổ sung những thông tin như sau. Officer, I made a typo in my address. Please help me to fix it. Hoặc là please help me to update it. Officer, I made a typo. A typo là tôi bị đánh một cái lỗi sai ở trong cái địa chỉ. Tôi đánh địa chỉ sai hay là cái tên sai hay là một cái thông tin nào đó sai. Typo là cái lỗi sai. Please help me to fix it. Xin giúp tôi để chỉnh sửa điều đó. Hoặc là please help me to update it. Là xin giúp tôi cập nhật thông tin cho chính xác. Update là cập nhật thông tin. Fix là chỉnh sửa. Các bạn cũng có thể cho biết là I got a new job last month. I just got a new job last month. Là tôi có một công việc mới vào tháng trước. Hoặc là nếu mà các bạn quên, không có để tên của những đứa con riêng ở trong đơn N400 thì cũng có thể bổ sung
Please help to add my stepchildren. Please help to add my stepchildren. Và các bạn chuẩn bị những thông tin đó để đưa cho officer để họ cập nhật thông tin trên đơn N-400 của các bạn. Officer, I make a typo in my address. Please help me to fix it. Please help me to update it. I just got a new job last month. Please help to add my stepchildren. Hay là I had a new trip to Vietnam. Tôi có một chuyến đi mới về Việt Nam. Và các bạn bổ sung những thông tin đó cho officer trong buổi phỏng vấn. Đối với một số bạn, sau khi nộp đơn N-400 và các bạn đi về Việt Nam, các bạn có thể bổ sung những thông tin này như sau. Officer, I forgot a trip to Vietnam in 2022. Please help me to add it. Nếu các bạn quên một chuyến đi trong đơn N-400, các bạn có thể bổ sung và yêu cầu officer để cập nhật thông tin cho các bạn. Officer, I forgot a new trip in to Vietnam in 2022. Please help me to add it. Officer, I forgot a trip to Vietnam in 2022. Please help me to add it. Hoặc là, nếu các bạn mới đi sau này, sau khi nộp đơn, các bạn có thể nói là I just took a new trip to Vietnam. I just took a new trip to Vietnam. Tôi mới có một chuyến đi về Việt Nam. Officer có thể hỏi các bạn là When was your trip to Vietnam? When was your trip to Vietnam? When was your trip to Vietnam? Và các bạn có thể trả lời là tháng, ngày và các bạn đi và tháng, ngày, năm các bạn trở lại. Ví dụ như là tháng 2, ngày 2, năm 2022, trở lại tháng 2, ngày 22, năm 2022. When was your trip to Vietnam? Và các bạn trả lời chuyến đi của các bạn. Officer cũng có thể hỏi các bạn là anything else? Anything else? Có nghĩa là có gì khác nữa không? Các bạn cần cập nhật nữa không? Anything else? Và nếu không có gì nữa thì các bạn trả lời là no, that's all. No, that's all. Không có gì nữa. Và officer cũng có đôi khi nói là before we begin the interview. Trước khi chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Do you have any question for me? Do you have any question for me? Bạn có câu hỏi gì cho tôi không? Before we begin the interview, do you have any question for me? Before we begin the interview, do you have any question for me? Và các bạn nếu có câu hỏi, các bạn có thể hỏi. Hoặc là nếu không có câu hỏi và các bạn chuẩn bị sẵn sàng, thì có thể nói là no officer. I'm ready. No, officer, I'm ready. Hoặc là các bạn cũng có thể yêu cầu officer là hỏi chậm. Please go slow. Yes, officer, please go slow. Thank you. Xin officer vui lòng hỏi chậm và đi chậm. Các bạn đã học rất tốt. Bây giờ các bạn có thể nghỉ giải lao một chút để tinh thần được tươi mới trước khi chúng ta bước qua hệ thống bài học kế tiếp. Nếu chưa đăng ký, xin mời các bạn đăng ký, subscribe kênh YouTube này để khích lệ trung tâm thực hiện được nhiều chương trình phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam mình. Nếu các bạn biết anh chị em nào đang cần học thêm tiếng Anh, luyện tiếng Quốc tịch Mỹ, xin giúp chia sẻ video này. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng trung tâm và cầu xin Thiên Chúa ở cùng quý cụ ông bà anh chị em. Và bây giờ chúng ta học những câu tiếng Anh giao tiếp sau khi chúng ta đã trả lời những câu hỏi về thi lịch sử, thi thông tin cá nhân, đọc viết. Và bây giờ thì các bạn đã vượt qua những cái ải này và chúng ta cần phải ký tên và chúng ta cần phải trả lời những câu sau đây và chúng ta cùng học bài học này. Sau khi vượt qua phần thi quốc tịch, các bạn sẽ bắt đầu ký tên trên máy tính bảng. Và các bạn cần phải kiểm tra thông tin để officer xác nhận thông tin của các bạn. Next, please take your time to review the information on the tablet and let me know if everything is correct. Next, please take your time
to review the information on the tablet and let me know if everything is correct. Tức là bây giờ các bạn nhìn xem trên máy tính bảng để xem những thông tin đó có đúng hay không. Ví dụ như là tên họ của các bạn, tháng ngày, năm sinh của các bạn, địa chỉ của các bạn và các bạn xác nhận những cái thông tin đó. Nếu đúng thì các bạn nói là yes, everything is correct. Yes, everything is correct. Hoặc là nếu có gì cần chỉnh sửa thì các bạn nói là please update my address. Please update my address as. Và các bạn yêu cầu xin cập nhật thông tin, chỉnh sửa địa chỉ, ví dụ như là các bạn cho cái địa chỉ mới. Hoặc là nếu mà mọi sự ok thì nói là yes, everything is correct. Please take your time to review the information on the tablet and let me know if everything is correct. Yes, everything is correct, officer. Thank you. Officer cũng có thể hỏi xác nhận các bạn một lần nữa là ngày hôm nay các bạn có nói sự thật hay không. Did you tell the truth today? Did you tell the truth today? Bạn có nói sự thật hay không? Nếu các bạn có nói sự thật thì các bạn trả lời là yes, everything I say is true. Yes, everything I said is true. Did you tell the truth today? Yes, everything I say is true. Hoặc nếu các bạn cũng có thể nói rằng yes, everything I say is true, complete and correct. Yes, everything I say is true, complete or correct. Hoặc ngắn gọn thì là yes, everything I say today is true. Yes, everything I say today is true. Nếu các bạn thi đậu, officer sẽ bảo các bạn sẽ ký tên hai lần. Lần thứ nhất là ký tên xác nhận những thông tin các bạn đã khai là sự thật. Và chữ ký thứ hai đó là các bạn sẽ sẵn sàng để tuyên thệ trung thành với Hoa Kỳ. Các bạn sẽ nghe tương tự như vậy. Please sign and date here and accept that everything you say and all the evidence submitted by you is complete, true and correct. Please sign and date here and accept that everything you say and all the evidence submitted by you is complete and correct. Tức là các bạn ký tên, ghi tên họ và ngày tháng và sau đó nhấn vào chấp nhận để xác nhận rằng tất cả những điều các bạn nói ngày hôm nay là sự thật. Và sau đó thì sẽ là chữ ký thứ hai. Please print your name, sign and date here and accept to acknowledge that you are willing to take the full oath of allegiance. Please print your name, sign, and date here, and accept to acknowledge that you are willing to take the full oath of allegiance. Tức là các bạn sẽ in tên, sẽ ký tên, ghi ngày tháng và chấp nhận để xác nhận rằng các bạn sẽ đọc lời tuyên thệ trung thành. Và các bạn ký hai cái chữ ký. Và officer cũng sẽ chúc mừng các bạn. Congratulations, you passed the interview and I'll be recommending your application for approval for U.S. citizenship. Congratulations, you passed the interview and I'll be recommending your application for approval for U.S. citizenship. Chúc mừng bạn, bạn đã vượt qua kỳ thi phỏng vấn và tôi sẽ giới thiệu bạn chấp nhận cái hồ sơ của bạn để trở thành công dân Hoa Kỳ. Congratulations, you passed the interview and I'll be recommending your application for approval for U.S. citizenship. Và các bạn có thể nói là thank you, officer, God bless you. Thank you, officer, God bless you. Cảm ơn, officer, xin Chúa ban phước cho bạn. Thank you, officer, God bless you. Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý cụ ông bà chị em đã dành thời gian cùng học luyện thi quốc tịch với Trung tâm Cơ đốc Giáo dục The Vietnamese Christian Education Center. Qua chương trình học ngày hôm nay, các bạn giúp để lại ý kiến, comments, chia sẻ, share cho cộng đồng Việt Nam mình
và đăng ký subscribe kênh YouTube để đón nhận những video mới, bài học kế tiếp. Chúc các bạn may mắn trong buổi phỏng vấn quốc tịch Mỹ và cầu xin Thiên Chúa ban sức mới và sự phước hạnh trên quý cụ ông bà anh chị em.